thằng đó nó còn sống á, con nhỏ này ở cũng có yên ổn. Bị quýnh giết thì chồng con ấy bị quýnh giết thì sanh non luôn, mới có 7 tháng một ngày sanh nhỏ này ra. Bây giờ trời cho lỡ có bầu rồi mình nuôi đi, có gạo gạo cháu không cháu. Bây giờ phải bỏ, ông bỏ là anh quýnh ba mẹ con không cháu. Giường tử trên kia trên cao á, ảnh lôi con xuống nặng ảnh đập ảnh quánh ảnh nhảy lên bụng đặng cho hai cái bào thai văng ra dưới cho con chết. Nói là sự thật nha. Dạ con xin thật hứa với chú là con không bao giờ nói láo. Chồng con cũng đã trả cái quả rồi đó. Tôi là Ngô Văn Vui, hiện đang giữ chức vụ là xảy ra tình trạng là chia tay rồi ẵm hai đứa nhỏ về. Chị con không bao ngờ nữa. Đây, Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác, chị kính mến. Hiện tại là đoạn video clip tiếp theo của kênh Phong Nguyễn, bà cô bác. Thì clip trước thì Phong Nguyễn đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình của một cô gái trẻ 38 tuổi là về với người mẹ của mình ở đây. Thì trong khoảng thời gian thì chị là sống bên gia đình chồng thì cũng không có mong muốn, bà cô bác. Thì có ba người con, một đứa con 14 tuổi với hai đứa sinh đôi nữa. Thì câu chuyện trước thì Phong đã chia sẻ ông bà cô bác xem lại giúp Phong ha. Trước trước thì Phong Nguyễn cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý bà cô bác mình quân quý khán giả đang xem chương trình ha. Thì ông bà thương kênh Phong Nguyễn cũng cho kênh Phong một cái like, đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh nha. Rồi mời ông bà cô bác cùng đón xem diễn biến tiếp theo. Rồi chuẩn bị tới chương trình gì vậy má? Bây giờ có chính quyền địa phương nè, để mà chính quyền địa phương coi xác minh coi cái gia đình này có đáng giúp không, có thật sự khó khăn không, cái gì mình đi tới đâu thì phải có chính quyền địa phương để là cái mình người thật việc thật mà, chứ đâu có nói khơi khơi. Anh Tư ơi, mời mấy anh qua đây đi anh Tư. Qua bên đây. Trước hết thì giới thiệu tên đi rồi chức vụ. Tôi là Ngô Văn Vui, hiện đang giữ chức vụ là phó dân ấp Mười Biển, xã Thiên Hòa, huyện Minh, tỉnh Kiên Giang. Thì trước hết thì đại diện chính quyền địa phương thì cũng cảm ơn. Anh vui lòng anh giới thiệu anh bên cạnh luôn đi. Kế bên là đồng chí Hồ Quốc Phong, là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiên Hòa. Thì về góc độ địa phương thì cũng thay mặt trước hết là cảm ơn kênh YouTube của Phong Nguyễn thì đã tạo điều kiện đến địa phương để xét thấy các hoàn cảnh khó khăn để có hướng hỗ trợ. Hai nữa về góc độ địa phương thì hộ của cô Thủy đây là hộ khó khăn trên của địa bàn. Nhưng mà thời gian gần đây thì có người con của cô thì do hạnh phúc gia đình không được như ý muốn thì có xảy ra tình trạng là chia tay rồi ẵm hai đứa nhỏ về để là chồng bị mất và ẵm hai đứa con để về nhà mẹ để nương tựa. Thì xét thấy cái hoàn cảnh cũng khó khăn thì mong muốn ở chính quyền địa phương cùng góp phần với các mạnh thường quân để tạo điều kiện để hai đứa nhỏ này ngày càng lớn càng phát triển để có nơi cư trú ổn định. Đó là vấn đề địa phương. Thì cảm ơn anh. Thì như cái lời trao đổi của anh là chính quyền địa phương cũng cầu xin, cầu mong quý mạnh thường quân mỗi người chia sẻ cái yêu thương một ít để giúp cái chính là giúp cho ba mẹ con của em tên gì? Trần Thị Lệ Quyền. Lệ Quyền. Ba mẹ con của em Trần Thị Lệ Quyền. Thì bà con xem clip thì bà con sẽ thấy nãy giờ thì Phong cũng có là coi như là tâm sự với em, trao đổi về hoàn cảnh. Thì xuống đây là chúng tôi cũng thấy là xác thật giống như là chính quyền địa phương đã xác minh. Thì cũng mong là chúng tôi xuống đây thì từ xa xuống đây mỗi người chung tay một xíu nhưng mà cũng cầu xin là chính quyền địa phương ở đây thì giống như nãy giờ anh đại diện ở góc độ chính quyền địa phương đại diện đó thì cũng mong anh là lưu tâm mà lưu ý đến cái hoàn cảnh này tại giờ mẹ quá con coi. Thì thật sự mà nói thì xã anh thì thỉnh thoảng cũng có mạnh thường quân đến cho quà cáp đầu này kia thì cũng mong anh là quan tâm đặc biệt tới hai mẹ con ba mẹ con của em này. Hai má anh ha. Rồi giờ Phong sao? Giờ Phong xin ý kiến mạnh thường quân trao quà gì đó trao đi. Rồi anh Tư thấy hoàn cảnh này sao anh Tư? Thì hôm trước thì anh có trình với cô là hoàn cảnh khá là đặc biệt.
Thành ra mình cũng nhờ cái sự chung sức của bà con để mà yêu thương, để mà giúp đỡ cho hoàn thiện lại căn nhà cho ba mẹ con, để kính mưa kính nắng để mà lo cái cuộc sống cho hai đứa bé. Thay mặt tổ chức thành lòng tri ân tất cả quý bà con cùng chính quyền địa phương. Dạ, dạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chú Tư. Anh vô đây không? Dạ. Còn đến dạ. Dạ. Thì ông bà cô bác ơi, nãy giờ thì Phong Nguyễn đứng đây nè chú. Anh mời cái anh lên đây đứng đi. Dạ, dạ chú. Đứng sát sát vô đi. Mình lấy khung hình cho đẹp dạ. Thôi chứ. Dạ. Nhà bề bộn quá ông bà cô bác. Thì hồi nãy giờ Phong cũng đã chia sẻ hoàn toàn cái câu chuyện gia đình. Thì những cái sự khó khăn gia đình là cũng đầy đủ hết rồi. Căn nhà cũng sắp sập rồi. Hay cả những cái lúc mà trời mưa thì chị thì đi làm ở Cần Thơ thì kiếm tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Còn người mẹ của chị ở đây là phải ôm hai đứa nhỏ là trốn ở dưới một cái gầm gián để đảm bảo cái sự an toàn. Thì qua câu chuyện này ông bà cô bác cũng biết là cái sự khó khăn, cái sự nguy hiểm. Rồi cái nhà ở đây nếu mà lỡ mà nó gió mưa rồi nó sập xuống là những cái mạng sống trong gia đình, nhất là hai đứa nhỏ, nó rất là nguy hiểm. Thì biết được cái sự mà quan tâm, cái sự mà cấp bách thì địa phương rồi với những cô chú mạnh thường quân, đặc biệt là anh Hồ Văn Bình với chị Kim Anh á, cũng là mạnh thường quân hồi nãy là đã nhìn qua thì đã góp sức là ủng hộ là phần tiền là 6 triệu. Thì bên cạnh đó là Phong Nguyễn cũng để là xin phép thêm quý mạnh thường quân để hỗ trợ cùng chung tay để sửa sang gì đó, làm một căn nhà cho nó cứng cáp một chút xíu để giống như là cứu những mạng sống của trong gia đình nhỏ này. Thì bên cạnh đó thì cái câu chuyện của một cái người chị ở đây mới 38 tuổi, chị Huyền, nhưng mà không may là hạnh phúc đổ vỡ rồi, cũng vì là cái chữ mà giống như là người mẹ Việt Nam đó ông bà cô bác, giống như là muốn giữ những cái đứa con, những giọt máu của mình, mặc dù là lỡ là nó giống như là nó bị dính bầu giống như chồng thì không có muốn giữ, nhưng mà chị là suy nghĩ giống như trời cho con mình thì mình muốn giữ, giống như đã lỡ rồi thì dáng giữ nó có gì ăn nấy. Thì câu chuyện đã qua, thì câu chuyện đó thì Phong Nguyễn đã ghi hình rồi, thì ông bà cô bác cũng đón xem và xem lại clip đầu tiên giúp Phong ha. Thì bây giờ thì Phong cũng xin phép quý mạnh thường quân để chích ít quà để hỗ trợ gia đình chị cùng chung tay với mấy quý mạnh thường quân ha. Dị mạnh thường quân đầu tiên thì em cũng xin phép là người chú em bên Mỹ là chú Nguyễn Thanh Cường hỗ trợ chị là 500 ha. Dạ, 500.000. Dạ. Với bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Trinh ở quận 10 hỗ trợ gia đình là 500 ha. Cảm ơn cô Trinh. Với bên cạnh đó thì Phong Nguyễn cũng xin phép là bà Phạm Thị Bạn ở Bình Chánh hỗ trợ gia đình mình là thêm 500 nữa. Em cảm ơn chị Nguyễn. À, cô bà bạn. Thôi được rồi, chị cảm ơn được rồi. Với bên cạnh đó thì Phong Nguyễn xin phép là anh hai, anh Duy Thái, chị Thu Hà bên Mỹ gửi tặng gia đình mình là 500 ha. Dạ, em cảm ơn. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị hai của em hỗ trợ chị là thêm 500 nữa. Dạ, em cảm ơn. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Huệ Tịnh ở Lai Dung, Đồng Tháp hỗ trợ là cho gia đình mình là 1 triệu ha. Dạ, em cảm ơn. Nhà với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Mai ở Đài Loan ủng hộ gia đình mình là 500.000 ha. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Liên ở bên Úc là hỗ trợ gia đình mình thêm 500.000 nữa. Với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Kim Lê ở bên Mỹ hỗ trợ gia đình là thêm 500 nữa ha. À, với phần quà sao chót thì Phong Nguyễn cũng chích cái phần tiền của một cái người con cũng hồi hướng công đức cho người mẹ cũng mới vừa mất, là cũng làm mạnh thường quân trong suốt khoảng thời gian kênh của Phong Nguyễn là cô Diệu Hương ở Chicago, là cũng mong cô cho về cứu Phật ông bà cô bác. Thì phần tiền của cô Diệu Hương là 1 triệu ha ở Chicago. Dạ. Dạ. Với 6 triệu của anh Hồ Văn Bình thì con trao luôn hả ba? Ừ, trao luôn. Dạ. Anh Hồ Văn Bình là nãy có trò chuyện với gia đình mình á. Thì anh gửi phụ chung tay là 5 triệu đồng ha. Còn 1 triệu là để chị mua sữa rồi tả cho mấy đứa nhỏ.
thì Phong Nguyễn xin phép là trích 5 triệu của anh Hồ Văn Bình, chị Kim Anh lái xà lan Kiên Giang. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đây là 6 triệu của anh Hồ Văn Bình với chị Kim Anh. Dạ, dạ, đây đây. Xin cô. Dạ, dạ, xin phép gửi chị ha. Bé nó ngủ rồi hả con? Dạ, ngủ luôn à. Thì thôi một lần nữa thì Phong Nguyễn cũng thật sự là cảm ơn quý mạnh thường quân kênh của Phong đã ủng hộ những phần tiền, phần quà cho những hoàn cảnh. Thì thôi để tiếp tục xin mời ba má Tông Ngọc và những cô chú trong đoàn ha. Mới xin của chị Huệ Tịnh được 5 triệu, 5 triệu nãy chỉ tao 1 triệu rồi hả Phong? Dạ đúng rồi. Vậy giờ 4 triệu nữa ha. Của cô Huệ Tịnh lấy dùm Đồng Tháp. Thì vậy đó, tao quỷ đi này, tao 5 triệu đi. Dạ, dạ 5 triệu gì? Cái này tôi mới xin mà. Dạ. Vậy là thêm triệu nữa là 6 triệu. Dạ. Giống vậy là của chị à. Chị Huệ Tịnh 5 triệu, 5 triệu với nãy triệu là 6 triệu. Ủa? Đúng, đúng rồi phải không? Sao 5 triệu thôi chứ không? 5 triệu với nãy triệu là chị cho cổ cho thêm. Cổ cho thêm 5 triệu này má xin mà. Thêm lặng lành nhè. Dạ. Còn nãy dạ chị Huệ Tịnh ơi, thì nói tới chị Huệ Tịnh là bà con biết đó, cũng là một mạnh thường quân coi như này đại gia chân chân đất không. Dạ là Út Thẳng đó, thì bà con có ghé, có ghé đi tiếng xe thì ghé ủng hộ chị để chị làm, để chị có cái lợi nhuận để chị đi từ thiện rất rất là nhiều luôn. Làm dừng chân Út dạ, Thẳng. Út Thẳng thì cũng xin chân thành cảm ơn hai vợ chồng chị rất là nhiều. Cảm ơn anh Út với chị Út nha, rất là nhiều. Chúc, là chị Út Thẳng đó. Chúc anh chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ, làm ăn phát tài ạ. À. Đây là 5 triệu của cô chú Út Thẳng gửi cho con. Huệ Tịnh, cô Huệ Tịnh á. Là dạ, hồi nãy đã trao con 1 triệu rồi đó nha. Dạ, con cảm ơn cô chú Nguyễn Huệ Tịnh vì giúp cho mẹ con con. Con cảm ơn nhiều lắm, con chúc chị mạnh khỏe, chú mạnh khỏe. Dạ, con rất vô cùng cảm ơn. Rồi dạ chị Thanh Hà, con của má Thanh ở Mỹ, thì chị có gửi cho em một số quỹ khá là lớn, thì hôm nay em xin phép chị cho em xin trích 5 triệu để chung tay các nhà với tụi em. Thì hồi nãy trên xe thì nói thiệt với bà con, mấy chị ở nước ngoài làm việc rất là vất vả, Việt Nam cũng vậy, nhưng mà cái tâm của mấy chị rất là lớn. Mỗi lần em xin phép thì chị nói ui thì chị gửi chị tiền về đó, tụi em thấy hoàn cảnh nào mà phù hợp thì tụi em cứ chi đi chứ điện gì đó. Nhưng mà em cũng xin thưa với quý mạnh thường quân, một đồng một cắt, là mấy anh mấy chị cũng là cái tâm rất là lớn cho tụi em, là có cái giữ cho phép đắp cho nó đúng, để là có cái sự trân quý của những tấm lòng vàng. Dạ, xin chân thành cảm ơn chị Thanh Hà rất là nhiều. Kính chúc chị với lại má Thanh là luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Xin chân thành cảm ơn má với chị ạ. Anh qua đây anh đếm lại, anh trao cho em đi. Đếm, đếm lại đi. Đây là của chị Hà phải không? Dạ, chị Thanh Hà là con của má Thanh đó, ở Mỹ. 1 2 3 4 5 triệu. Dạ em có, con cảm ơn cô Hà. Thanh, cô Hà nhiều lắm, con rất vui mừng, rất cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Vì cô giúp được mẹ con đỡ phần nào, con rất vui mừng cùng cảm ơn. Alo chị. Dạ thì để tiếp tục thì em xin phép chị Liên ở Bình Dương cũng là một mạnh thường quân đồng hành cùng Phong Nguyễn. Chị Liên ơi, cho em xin phép trao 1 triệu của chị để chung tay các nhà với tụi em nha. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn vợ chồng của chị Liên rất là nhiều. Chúc dạ, chị sức khỏe, bình an và mua ma bán đất. Dạ con cảm ơn cô Liên, chú sư. Dạ ở đây thì em cũng xin phép chị Tina là bạn của chị Hà hồi nãy á, chị Hà ở Thanh Hà ở bên Mỹ á, là xin phép chị Tina cho em trích quỹ của chị là 1 triệu để chung tay các nhà với tụi em ạ.
Dạ, xin chân thành cảm ơn chị Tina rất là nhiều. Dạ, chúc cảm chị ơn cô Tina. Chúc chị và gia đình sức khỏe bình an và luôn hạnh phúc ạ. À. Rồi đây là anh Lê Khôi 2 triệu đi. Dạ, anh Lê Khôi của mình. Dạ, lớn luôn. Ừ. Dạ. Là của chú Lê Khôi là xui của cô chú. Dạ. À, cũng ở bên Mỹ luôn. Bên Mỹ. Dạ. Cũng có anh cũng hay gửi tiền về cho bà con. Hôm nay kích của ảnh là 2 triệu đồng gửi cho con ha. Dạ, con cảm ơn để cô chú. Để góp sức với các mạnh thường quân để sửa sang cái nhà lại cho con. Dạ, ha. Con cảm ơn cô chú. Chú Lê Khôi. Dạ, cô chú Lê Khôi, chúc cô chú Lê Khôi mạnh khỏe. Chú không à, không có cô. Dạ, con. Phong, nãy con có trích quỹ của chị Mẫn chưa? Chưa. Dạ, thưa chị yêu. Mẫn Trương phải không? Dạ, chị Mẫn Trương. Dạ, thưa chị, cho phép em trích 1 triệu của chị để gửi chung tay các cho bé cái nhà cùng với Mạnh Thường Quân ạ. À. Xin chân thành cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Chúc chị sức khỏe. Đây là của cô Mẫn ở bên dạ, Mỹ luôn. Mẫn Trương. Con cảm ơn cô Mẫn nhiều. Rất nhiều, con rất cảm ơn. Dạ, còn đây là 1 triệu. À, tấm lòng nhỏ mà quà to nè bà con. À, bà con có biết không, bé Vivi là con của chị Mẫn. Là về Việt Nam thì không đi chơi, ở với bà ngoại Hiếu Thảo, chăm bà ngoại. Rồi xong xuôi đi cũng gửi cho em một số quỹ rất là lớn. Thì xin phép con cho cô chú hôm nay là trích quỹ của con 1 triệu để chung tay các nhà với cho cô đây. Cô chú Tâm Ngọc cũng xin chúc con là sức khỏe, là luôn xinh đẹp mãi nha cháu Vivi. Yêu rồi. Cháu rất là nhiều. Của mẹ riêng, của dạ. Con riêng hả? Đúng rồi, mẹ con luôn. Ờ, đúng rồi, con của cô Mẫn đó con. Dạ, cảm ơn. Rồi nè, anh cầm đi. Còn ai hết không? Chị Liên có chưa? Dạ rồi. Còn ba má đó. Vậy thì mấy anh, mấy chú với bà con quý Mạnh Thường Quân cho phép em trước khi trao cái yêu thương của vợ chồng em thì cho em kiểm số tiền có bao nhiêu nha bà con. Cho cô xin phép nha. Dạ. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Trừ 1 triệu ra đó, 1 triệu của anh Bình. 28, vậy 1 triệu của anh Bình để uống sữa là còn 27. Con bỏ túi tiền triệu đó đi. Dạ. 27, đếm lại lần nữa đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 á. 27 vậy giờ là anh Tư ơi, mà anh Tư đi, anh Tư. Anh Tư qua nhận quà, anh Tư đi. Sửa nè. Anh đứng xin lên đi anh. Dạ kính thưa Mạnh Thường Quân và bà con cô bác trong ngoài nước và kính thưa các anh các chú hiện diện ở đây. Thì hôm nay là quý Mạnh Thường Quân chung tay là trao yêu thương được là 18 triệu nhưng mà trừ 1 triệu của anh Bình cho em bé uống sữa. 13, 10, 2, 2, 2. 28 là không? Hả? Không, 28 vậy là 28 là trừ 1 triệu của anh Bình cho là còn 27 ha. Dạ. Thì cũng thưa với anh Tư thì hôm nay có mặt anh đây thì sẵn em hỏi luôn, làm cái nhà anh đây thì 45 triệu. Dạ, 45 triệu thì anh làm là cái diện tích giống như mấy cái nhà trước đúng không anh Tư? Không, bây giờ em không biết thấp cao gì, anh tùy. Giờ em cứ 45 triệu, 45 triệu em làm thí à. Chứ bây giờ em làm sao em xin được nữa. Tại vì nói chung con không có thay đổi. Dạ. Nếu mình muốn nâng cao thì nó phải thêm tiền. Dạ. Mình làm cái quy cách như trước. Dạ, thì em thấy mấy cái làm trước. Nó theo cái quy cách trước. Dạ, em thấy mấy cái làm trước là anh Tư làm như vậy là cao, rất là ok. Đó đó. Dạ, thì ở, dạ thưa, anh Tư đứng xích vô đó cho cái khung mình. Cũng thưa với mấy anh chính quyền địa phương thì hôm nay có mấy anh tham dự thì cái gì cũng có cái sự tôn trọng thì cũng thưa với mấy anh vậy. Đúng ra thì tụi tôi xuống đây trao yêu thương thì cũng nhờ chính quyền địa phương là xây sửa nhà giùm, nhưng mà tôi biết mấy anh là bên lãnh đạo rất là nhiều việc
Hai nữa là bên đội từ thiện của anh Tư Thanh đây là không phải làm ăn tiền, làm là có nghĩa là bên mạnh thường quân chúng tôi góp tiền. Thì mấy anh thấy không, cái chú 70 mấy tuổi vẫn là tâm từ bi. 73. Dạ đó, chú 73 tuổi đó. Ông vẫn thì, làm hồ bình thường. Dạ thì cũng thôi, cũng xin phép mấy anh là thôi để mình trao tiền cho là bên chú Tư làm. Thì làm lên anh sẽ thấy, rồi về tôi sẽ kết nối để gửi những cái nhà của chú Tư làm cho. Là tại vì tôi biết mấy anh là cũng quan tâm hoàn cảnh này, nhưng mà đôi khi lực bất tòng tâm. Thì mình làm trong cái quy chế nhà nước có trợ cấp, nhưng mà rất là nhiều bà con khổ nên chờ đợi rất là lâu. Nhưng mà mùa mưa này thì nghe bé nói là ôm em bé chui xuống giường hay chạy đi rồi nửa đêm rồi cũng sợ sập. Thì mình nghe mình cũng thương tâm, nên là cái hoàn cảnh này cấp bách nên là không thể chờ đợi được. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chờ đợi được thì cái quy chế nó cũng rất là lâu, đúng không? Thì cũng như mong mấy anh thông cảm. Thì thôi để bây giờ cũng xin phép mấy anh là cho chúng tôi gửi cái yêu thương này cho anh Tư Thanh là gầm gấp gấp cho gia đình này. Anh thấy sao? Dạ, đồng ý. Dạ, đồng ý anh ha. Đây mình cũng có làm công đây phải không? Có. Là công chung rồi. Dạ. Kế thầy giáo đăng. Dạ. Thầy giáo đăng là lo cơm dạ. Dạ, thì nếu mấy anh đồng ý thì cho quý mạnh thường quân một tràng pháo tay đi ạ. Dạ, thì bây giờ là nãy giờ bà con trong và ngoài nước đã trao là 28 triệu, lấy 1 triệu còn 27 triệu thì còn lại là nhiêu nữa là đủ 400 triệu. Anh trẻ tính giùm tôi coi còn nhiêu? Còn 17 triệu. 17 triệu thì tôi xin phép cho vợ chồng Tâm Ngọc chúng ta với quý mạnh thường quân 17 triệu nữa. Trích ra 1 triệu rồi con. Trích ra 1 triệu là còn, tại vì 28. Nhưng mà trích ra là 27 triệu. Dạ, thì con cầm cái số tiền này đi, 27 rồi để cô chú là chú Tâm tặng thêm con 17 triệu nữa ha. 17 triệu nữa. Ý 18 triệu nữa chứ. Vậy. Nhiều thì vậy con vốn. Im lặng lại vàng nghe không? Rồi cũng mong là ai kia đó thì nếu mà có chung tay với tụi em thì cứ alo Phong, chứ đừng có lên bình luận mà cái nhà có 45 triệu sao làm đủ là chết luôn á. Ủa tiền công của mấy anh mười mấy ha nữa không chi? Không đồng. Cái đó bà con người ta nói cũng chính, bà quý bà con nó cũng chính xác. Tại vì cái này mình không có nhận tiền công, thành ra nó mới giảm giá như cái đó. Bên đây làm tại vì đâu có nhận tiền, thì cái nhà được rồi cũng vậy đó. Nhà được rồi làm gần đây thì cũng quý bà con bên Mỹ gửi tặng. Dạ. Không phải, tại vì mấy anh mấy chú biết sao em nói vậy không? Có cái chị kia kìa, chị lên chị nói cái nhà anh cắt đó đẹp quá trời luôn, có 35 triệu mà làm gì thời buổi này giật giá leo thang này kia. Thì nên em mới xin thêm, nếu mà chị thấy cảm thấy không đủ thì tự chị. Ừ, Phong ơi, cái nhà đó 35 triệu ít quá, chị cho thêm 10 triệu, 20 triệu gì đó. Thí dụ vậy mới đúng anh Tư ha. Dạ. Chứ mình đừng lên... Mình báo nâng cao dạ. Cái báo hạ thấp. Dạ. Mà điều cái gì đó anh ấy chứ mình đâu nói thêm bớt được. Dạ. Không, ý chị đó là nếu thấy ta không đủ thì cho người ta để chị nói cái gì. Cái tệ bình luận đó thôi. Thì nói chung cái xã hội mà dạ. Mỗi người một ý, thành ra thôi mình cũng chấp nhận. Vậy thì cộng như chú ông tiếp. Mềm cao thì chú đây 18 triệu nè anh trao đi. Cao xíu rồi chị qua bà con. Trao đi đủ rồi. Đây là 18 triệu của qua mấy chú. Cô chú nha. Cô chú. Cảm ơn cô chú nhiều. Con nhà mới là ráng nuôi con nhìn lên trên. Nha. Ừ. Con chúc cô chú mừng ăn người phát đạt. Thôi giờ cô nói vậy nè, mỗi người mỗi số. Ừ. Biết đâu cái phần số mình. Mình không nói, mình đâu biết trước được kiếp trước mình sao. Thì thôi bây giờ cái chuyện qua rồi thì con cứ để cho nó qua đi. Đừng có nhớ lại cái quá khứ buồn. Đừng nhớ lại gì. Dạ, thì mình lo mình phấn đấu đi. Là mình vui vẻ mình sống. Cái tinh thần là hai đứa con của con đó nha. Đừng có nhớ về cái chuyện buồn đau nữa nha. Bỏ qua đi. Cảm xúc bữa nay sao? Cảm xúc bữa nay con thấy con mừng lắm. Cảm ơn cô chú bác trong mạnh thường quân giúp cho mẹ con hơn được có nơi có ở. Con còn không sợ, con cũng đỡ đi mạng lo cho con. Để con đi mạng con sợ con với mẹ con. Sợ nhà trời mưa dạ, con. Sợ trời mưa không có chỗ ở sập có gì chết luôn. Con rất cảm ơn. Một mình mẹ sao ấm được. Rồi chị, em nghe nói là chị có cho bé cái làm nhà đó có xác nhận của xã không? Đâu chị cho em mượn cái tờ giấy đó coi. Thì em thấy đó. Thì dạ thưa bà con, thì tụi em làm việc thì bà con thấy đó. Điện thoại mình đâu cần, nó đưa em đâu, không đưa đâu. Thì bà con thấy đó, em cái gì là rõ ràng cái nấy.
Tại vì mẹ cũng lớn tuổi rồi, mà con thì cái tương lai con với cháu tương lai còn rất là dài. Nên là em cũng có hỏi, xin coi quay cái nhà này lên thì cũng xin sửa chữa. Mà bây giờ bà con nghĩ cái nhà này còn gì nữa mà sửa chữa, làm mới luôn chứ còn gì sửa chữa. Rồi nên là em thấy là vậy nên em hỏi rồi mẹ cho đất mà có giấy tờ gì không. Thì bên đây thì mấy cô gửi lên, mà bữa nay em xuống là em muốn coi cái tờ giấy đó cho rõ ràng. Mà cái anh này ảnh quên đem, tại vì đưa gửi cho anh Tư Thanh coi đó phải không. Dạ. Xong rồi đó, hợp lệ đó chị. Dạ. Có chính quyền đây. Dạ. Thì anh ấp ấp phó với anh công an thì có nghe thông qua là bà mẹ có cho miếng đất đúng không? Dạ, có dạ. Cho dạ. Thì cái điều đó là chính quyền địa phương xác thật có đúng đúng không? Tại vì có gửi hình qua tôi nhưng mà tôi muốn là mấy anh xác minh là có thật đúng không? Dạ, đúng. Dạ chứ tại vì giờ nói đúng ra mẹ thì cũng cả đời người rồi, 60 tuổi là cả đời người rồi, cái tương lai của em này với lại hai cháu, nên là mình muốn là em cất nhà là phải có giấy tờ đàng hoàng. Chứ nhiều khi mẹ rủi mẹ cũng còn, thí dụ anh em hai mình nói thí dụ vậy đó. Dạ dạ đúng rồi. Vậy là anh phó chủ tịch ok rồi đúng không anh? Dạ dạ rồi rồi. Rồi vậy là thôi bà con yên tâm nha bà con. Rồi vậy thì mời anh Tư vô để em này trao tiền cất nhà luôn. Con có đồng ý cho chú Tư Thanh giúp con cái nhà không? Dạ con đồng ý. Dạ. Rồi anh Tư ơi, mời anh Tư đi. Anh Tư lỗi quá lỗi. Dạ. Nãy giờ cũng được đỉnh vô cái nhà nữa rồi đó. Dạ. Rồi đứng đây nè, nó gửi tiền dạ. Anh luôn anh Tư. Đó. Có thủ quỷ à? Thủ quỷ hay ký gì? Rồi anh đứng xích qua đây nè, em bé. À, gửi cho. Đứng đây được rồi. Dạ. Rồi. Đi vô, đứng vô đi cho nó không mình đẹp. Anh đứng vô. Dạ. Đứng sát sát vô không sao. Dạ, giờ con là cho giờ con gửi số tiền cho chú Tư. Số tiền là nhiêu? Dạ. 45 triệu con gửi cho chú Tư sửa chữa lại cái căn nhà cho mẹ con. Dạ. Con trao gửi cho chú Tư sửa chữa. Con an tâm đi, dạ. Rồi chú Tư hàng cái bếp ga cho con. Dạ, con cảm ơn chú Tư. Thì anh Tư giữ tiền. Rồi con là cho cô hỏi, chị cho em hỏi là nhà mình đạo Phật hay là tôn giáo gì chị? Dạ, dạ, thưa bà con, không phải là em hỏi vậy, em không có truyền đạo, em không có gì hết trơn á. Cái gì chẳng qua cái tình người, cái đạo làm đạo lý làm người của mình. Nhưng mà ý em hỏi vậy để nhờ anh Tư, nếu mà có thờ Phật thì làm một cái trang thờ. Nha. Dạ. Không biết đạo thì nó dạ. Đỡ hơn con. Dạ, đời dạ. Không đạo đời vô liêm sĩ, mình biết đạo cái chữ liêm sĩ mình nó cao hơn. Rồi con lo niệm Phật để mình giải đi cái nghiệp căn, rồi lo làm ăn nuôi con. Mà cái điều mấy chú mong cần, khỏi cần phải cảm ơn bên chú, vì chỉ ra cái công thôi. Con cố gắng làm nuôi hai đứa bé. Rồi, dạ thưa chính quyền địa phương, thì hôm nay anh đến đây chứng kiến cái tình yêu thương của coi như bà con kiều bào rất là xa, cùng với bà con Việt Nam mình là chia sẻ yêu thương cho cái hoàn cảnh khó khăn này, thì anh có cảm nhận gì vậy? Thì thưa quý mạnh hùng quân trong cũng như là ngoài nước, thì thay mặt cho ban thường trực Mặt trận Quốc Việt Nam xã Thường Hòa thì cũng ghi nhận về cái vấn đề là các mạnh quân cũng như là các nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Thì đối với địa phương thì đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn thì rất là nhiều đó, thì nó cũng chưa có lo hết được. Thì qua đây thì cũng nhờ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước thì tiếp tục có duyên thì sẽ đến địa phương nhiều hơn nữa. À, làm sao mục tiêu của chúng tôi á, là không để ai bỏ lại phía sau. À, thì qua đợt này thì cũng cảm ơn các chú, các anh chị, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong cũng như là ngoài nước đã tạo điều kiện cho địa phương lo được một cái máy ấm nhà cho chị Nguyên, thì phải nói rất là cảm ơn. Mong rằng các anh chị và các cô chú tiếp tục đồng hành với Mặt trận xã. Báo với cô chú anh chị thì ở xã thì địa bàn rộng và rất là nhiều hộ khó khăn như thế, thì cũng mong là mình có duyên nhờ các anh chị, cô bác trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cho Mặt trận xã, lo cho các hộ nhiều hộ khó khăn hơn nữa.
Đó, ở đây cũng là tri ân cảm ơn các anh chị cô chú trong và ngoài nước, các mạnh thường quân ở gần xa đã hỗ trợ cho địa phương. Xin cảm ơn. Trong nhiêu đi Phong? Đây nè, cho nó cắt tóc. Trong đây. Mình đứng đây nè, giống nhau trong gia đình mà. Sao sáng trong cái khung hình nó đẹp chứ không mình. Đây ông bà cô chú ơi, nãy giờ cũng trao đổi xong xuôi hết, tiền bạc cũng đã bàn giao hết rồi. Thì cũng cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, với địa phương cũng đã quan tâm tạo mọi cái thủ tục giấy tờ hoàn tất. Thì bây giờ là trông chờ cái ngày sớm căn nhà hoàn thành của bên đội của chú Tư Thanh. Cũng cảm ơn chú Tư Thanh với mấy cái chú rất là nhiều nha, chúc mấy chú nhiều sức khỏe luôn. Cũng cầu mong sớm để mấy mẹ con có căn nhà cứng cáp rồi còn tạo dựng cuộc sống rồi yên tâm đi làm nữa. Rồi hồi chúc tất cả quý mạnh thường quân, ông bà cô bác luôn bình an, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi và may mắn nha. Với bà con cô bác thì tiền tụi em coi như anh em gia đình chúng em cùng quý mạnh thường quân trong mọi nước đã trao đủ 45 triệu cất nhà cho bé xong rồi. Thì bà con cũng biết đó, cái thời gian mình với lại bên Mỹ thì nó nghịch nhau, nên chị Hảo điện thoại về hơn muộn. Chị Hảo kêu là phải cho chị chung tay với lại Tâm Ngọc 5 triệu là chị mới chịu. Thì số tiền 18 triệu của em, của anh Tâm cho em hồi nãy trao cho bé đó là trong đó có 5 triệu của chị Hảo nhà mình đó nha bà con. Chị Hảo ơi, em đã trao, em đã cảm ơn chị đã thương tụi em, coi như là chia sẻ chung tay cùng tụi em 5 triệu. Vậy là số tiền của anh Tâm là 13 triệu, chị Hảo 5 triệu nha bà con. Nhà nào? Cái nhà hai bé mà xanh đông á. Mới hồi nãy đó bà. Dạ, mới nãy đó. Đang bán à? Dạ, chưa đăng. Mới hồi nãy mình quay á. Vừa đi ra cái chị điện báo hả? Ấy hả? Duyên Giang. Hai bé xanh đông á, có hai bé xanh đông mà trời mưa. Nóng vậy thì dạ. Cảm ơn chị Hảo nhiều, em nhẹ xíu. Thì bữa nay chị nghe được quý mạnh thường quân cất chân nhà, chị mừng không? Dạ em nghe mừng lắm thiệt. Một em suy nghĩ là em không có được cái một đời em không biết mặn biết được vậy không nữa. Em thấy anh chị cô bác chú bác đều cho em được cái cất được căn nhà, em mừng hết lớn luôn thiệt. Mừng em không bao giờ gì tả nổi, mừng luôn. Tại vì em có gì em yên tâm là em đi mặn cho mẹ con, cho con em nó có chỗ ở yên nơi, với em cũng lo làm nuôi con em. Em vô cùng rất cảm ơn cô chú bác của trong mạnh thường quân, rất cảm ơn vì giúp mẹ con em được. Em mừng không sao ta lớn nổi luôn, thật là cô sẽ lớn vô cùng với em luôn. Tưởng đâu là mạnh thường quân xuống thăm thôi chứ đâu có ngờ mà được căn nhà luôn hả chị? Dạ đúng rồi, em tính là anh chị xuống như là thương cho được chừng vài ký gạo hoặc bịch tả bịch sữa gì em cũng mừng nữa. Anh chị giúp cho em lại mừng lắm. Em ai ngờ đâu cho em số tiền quá lớn luôn, em rất vô cùng mất lớn luôn mà em không biết làm sao tả nổi thiệt. Giờ có em thật lòng chân thành rất cảm ơn cô chú bác mạnh thường quân. Tổng cộng là 46 triệu. Dạ. Dạ dứt dạ, em cảm ơn anh Phong nữa. Cảm không ơn sao đâu, thấy cảm ơn anh Phong gì chị, cuộc sống rồi lo mấy đứa nhỏ mốt phát triển là mình mừng rồi. Dạ em rất cảm ơn, vì em không ngờ bữa nay số tiền lớn đến với em vậy luôn á. Hồi nào giờ mà không có, hồi từ mất chồng tới giờ không có được số tiền lớn như vậy. Chị làm phụ bên bển thì bưng cơm đồ một tháng được bao nhiêu tiền? Dạ tháng có 6 triệu à, tiền trọ ăn uống nữa còn có 4 triệu à. Mốt đảm bảo là cũng có căn nhà để mình ở chắc chắn ha. Dạ đang... kiếm công việc rồi nó gần gũi rồi mình làm. Dạ đang em có nhà em ở được cho mẹ con em ở, với mẹ ở là em mừng lắm. Thì em nói em nằm đêm em ngủ em mặn em suy nghĩ, em nói biết chừng nào mặn nổi các cái nhà cho con em ở, lớp đi mặn lớp lo này kia nữa. Giờ đâu bất ngờ anh chị cô chú cô bác mạnh thường quân cho được cái số tiền cắt được căn nhà, em rất cảm ơn, em rất mừng. Chị em là cảm sao? Ơn không chị sớm chị nói sớm ha. Sớm sao mà khi nghe em gái
ở lối xóm mà nó nói chuyện vậy với nhận được quà sao thấy chị đứng vậy khóc? Thấy tội nghiệp quá, thấy tội nghiệp đấy nha, không có cái nhà nó ở á. Thì chị không thấy nó em út rồi, không có cái nhà nó ở rồi, thấy gọi ra đằng này chơi hoài. Thì chị gọi ra đằng này chơi hoài mà chị thấy cái nhà rồi bán, rồi tội nghiệp bả nữa. Rồi chị mới có tội nghiệp. Chị thì cái nhà có cái nhà chị ở được rồi mà thấy cái đứa nó tội nghiệp chấm nhóc. Tôi thấy ngồi bả ngồi không mà bả ngồi bả thấy hai đứa nhỏ. Còn nhỏ này đi mằn, thấy tội nghiệp quá à. Thì những cái lúc mà trời mưa giông bão là chị thấy thực tế gia đình là như thế nào? Chị thấy cũng vậy đó, cũng ngồi mà thấy chạy làng này mà thấy không chạy dám chạy lại, chạy mưa mà chạy làng này mắc mưa nữa. À. Thì chị thấy thôi vậy nên là chị kêu đem mua cái xu gì kem chai ngủ mẹ đi. Cái xu đồ che đỡ ha. Che đỡ gì đó. Ngủ đã đỡ đi rồi tới nữa mình coi coi có ai mình cứu trợ thì mình lại xin được cái nhà. Vậy thì vậy đó. Chị có ngờ là bữa nay là Mạnh Thường Quân xuống cất cho gia đình căn nhà không? Chị có không có ngờ nữa. Chị nghe xuống nghe cái bà này nè, cô này nè, cô Năm đó, kêu bằng cô Năm lắm. Chị về cho nó, bạn ta nói thằng mấy này thằng Quân xuống coi cái nhà nè, chị vậy mới ở lại chơi đó. Chị nhà chị đang nắng á, không nắng á. Thằng này em thấy, em tưởng nó là người thân gia đình mà giúp cuộc, loại chỉ nói sớm thôi mà thương vậy đó hả? Thấy tội nghiệp đó, con thằng kia cũng anh em nè, như cũng cách nghĩa đó, anh em ruột như đó. Em ruột như đó, cái thằng nhỏ này cũng vậy nữa. Nó đi mằng hoài, nó không có ở nhà. Nó đi tới lùi lại này tới lùi. Em chị nè, chị có cá thì chị cho bả ăn hoài à. Chồng chị cũng đi mằng vậy đó. Chị mà cũng có đồ ăn thức uống là cũng cho gia đình ở đây. Chị cũng ba đứa con vậy đó. Chị cũng ba đứa hả? Ba đứa là chị có ba đứa con, chị đi học. Cái trời mưa mà chị thấy căn nhà này chị có dám vô không? Không, chị không dám vô đâu. Giờ chị vô thấy trời mưa giông bão á thì chị có thấy được bà ngoại với hai đứa nhỏ trốn ở đâu không? Không, chị ít lại này lắm, lâu lâu chị chị ít lại này lắm. Chị thấy hai đứa nhỏ này đi lại này, lâu lâu chị nó lại này, nhiều khi chị thấy nó cuộc. Thấy không có ra mà đồ ăn thì chị nói thôi bây giờ con lại xách đằng này cho mấy đứa em, có mấy đứa cháu mình cho nó ăn đi. Dạ. Chị ra chị đó, con nhỏ này nó đi mặn không mà, nó mới về hôm qua hay gì đó. Rồi cái câu chuyện mà đau lòng lúc trước là bị chồng tác động nhiều lần vậy, chị có biết không? Không. Chị không biết luôn, không có biết vậy đó. Nó ít kể lắm chị, mấy đứa nó ít kể. Cuộc sống của em cũng kín đáo, của chị nó cũng kín đáo ha. Thấy nhà cửa thấy đồng nghiệp bà đi, bà không mặn gì được, hay đi giữ hai đứa này cho nhỏ này nó đi mặn nè. Chị cũng muốn đi làm cũng đâu có được, giữ hai đứa nhỏ mà. Cũ bà đi mò sò mà giữ hai đứa nhỏ này đi mò sò ở phía sông lên nó mò đâu được. Là phía sông trên đây cũng có sò ha. Có sò. Có sò đó. Mình mò, nếu mình mò vậy mình bán một thu nhập 1 ngày mình ổn không chị? Nghe ngày 100 ngoài ngàn đúng mua đồ sống rồi với đó. 100 ngoài ngàn ha. Với con đồ đi học rồi với mua đồ ăn đồ, còn cái thu khí là mình mua gạo là riêng. Ở bữa nay được Mạnh Thường Quân giúp đỡ căn nhà vậy chị thấy sao? Cũng mừng cho nó, cũng mừng cho nó. Chị mà có lời nào tới Mạnh Thường Quân kênh của em không? Là con có lại gì đây mà cho được cái căn nhà hai đứa mấy đứa cháu nó ở với bả đồ với nhỏ này được. Dạ. Thấy lại lần bữa nào lại thấy đứa cuộc mà về đắng mình thấy tội đó quá. Thấy mẹ thấy mấy đứa này tội quá mẹ. Mình thì có nhà ở mấy đứa này thấy tội mà quá. Mà còn không biết giúp sao hả chị ha? Giúp sao? Chỉ cho được miếng ăn bữa có bữa không thôi. Cá đồ này. Chứ chị còn gia đình đủ thứ hết. Còn gia đình, phải vì còn gia đình. Nhưng mà kể từ bữa nay là chị yên tâm rồi đúng không? Mừng cho nó hai đứa, mấy đứa nó nhỏ với nhỏ em này là mừng. Thấy đứa cuộc. Mình ở lối xóm thì mình không có được, nhầm khi không được gì nhưng mà được cái lời nói với được cái tình cảm. Đúng, đời mình ở xóm nhưng mình không được cái mà món quà tặng cho nó. Ví dụ đi đó, tặng món quà tặng cái gió nó mà thấy đồng nghiệp quá à. Giúp mà giúp không được, tức. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị gia đình nhiều sức khỏe. Cũng được. Dạ. Hai bé cưng không? Chuẩn bị có căn nhà để ở đó nha, không có còn trốn đít giường đít dán nữa nha. Nay mừng dữ không cô? Mừng, trời mừng bằng ai hơn cho tôi ấy vàng bạc nữa. Được cái nhà mừng quá trời mừng. Mình khỏi trốn mưa trốn nắng nữa. Dạ. Cái con cái cũng đi làm cũng yên tâm hơn cô ha. Dạ. Chứ bây giờ mới ở nhà hai bà cháu cũng đâu ai đâu dám ở. Mưa gió rồi cái bắt đầu ngủ nửa đêm nửa hôm cái nắm nhỏ thức dậy ngồi hai đứa hai bên rồi sợ đây rồi có bề gì mình ẩm em mình chạy không kịp. Dạ. Thì giữ hai đứa nhỏ cũng đuối lắm ạ. Dạ. Hơi hoang quá nè.
nó mẹ nó đi rồi, cái ở nhà cái bà cháu lủi thủi gì đó. À, làm dưới quê kiểu vậy, có căn nhà chắc mình chỉ nằm mơ mới suy nghĩ có thôi chứ tôi sao nói có hết, được. Tôi nói thiệt với chú hả, tôi suy nghĩ là hết cả đời tôi chưa có được cái nhà gì đó. Dạ. Yeah. Không, suốt cả đời tôi luôn á, làm gì cách nổi cái nhà được chú. Dạ. Yeah. Nổi nhà, tiền ăn uống thôi mà còn lo không xong nhà, mà. Dạ. Cái mấy mạnh thường quân với các chú rồi tôi giúp đỡ cũng mừng dữ lắm thiệt, cảm ơn nhiều dữ lắm thiệt. Dạ. Nãy giờ nghe chứ nước mắt nó rơi rơi, nó mừng mà nó rơi nước mắt luôn á chú biết. Dạ, tại con cũng hiểu tâm trạng đó mà. Là lúc mình khó khăn mà ai cho mình được cái gì mình mừng lắm luôn á. Mình không có biết mà sao mà thể hiện hết cái sự mà biết ơn cái mạnh thường quân quá để giúp mình. Mừng rồi. Nãy giờ ngồi đứng chứ nước mắt nó rơi rơi mà nó mừng. Dạ. Giờ dáng mình tôi nói không biết cầu nguyện trời Phật đầu với tôi nói không biết sao mà tôi suốt cả đời tôi chưa có được cái nhà được nhỏ được nhà gì đó chú biết à, chú mà giờ đây mạnh thường quân cũng giúp với các chú giúp đỡ thì cũng được cái nhà cũng mừng. Chị ngồi bên cạnh mẹ nè nói ít câu ha, ngồi cạnh mẹ chị nè. Rồi bữa nay hai mẹ con với mấy đứa nhỏ có căn nhà, chị nói gì cho mẹ chị vui vậy? Giờ nói mẹ, giờ mẹ cũng nhờ mấy chú bác Mạnh Thường Quân với anh chị rồi giúp mình được căn nhà. Mẹ mấy mẹ mừng không mẹ, chứ con mừng lắm. Con thấy con mẹ mừng dữ lắm luôn á. Mẹ nghĩ là suốt cả đời mẹ chưa có được cái nhà như gì. Vậy là mình vậy cũng yên tâm, nhờ có cô chú cho được căn nhà mình cũng yên tâm. Mẹ yên tâm đi ha mẹ. Em nghĩ rằng hai đứa bé con của chị là nó mang lại sự may mắn cho chị đó. Cũng nhờ hai đứa con chị mà quý Mạnh Thường Quân đã có thể là tìm tới nơi này để giúp cho gia đình ha. Dạ. Yeah. Em cũng cảm ơn chú, anh chú. Em cũng mừng. Em thì không cảm ơn hết hai người. Em chỉ là nghĩ nuôi con em được khỏe mạnh thôi. Anh chị thương giúp được cái gạo và thùng miếng sữa em cũng mừng nữa. Chứ em không có nghĩ là con em may mắn, yêu cầu con em mạnh khỏe lên mừng. Cũng không có nghĩ là bữa nay là đi xuống mà để trao mà tiền là cái số tiền lớn gì đâu. Tính là đi xuống đây là coi thôi. Dạ. Coi lại như cha cho em bé, coi em bé nó ra sao à. Chứ không có coi, không có nghĩ là. Dạ. Vậy em cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân với anh. Dạ, chúc gia đình sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn.